Công ty cổ phần bất động sản Hòa Bình một nơi đẳng cấp và tâm huyết hội tụ. Khi mỗi bức tường kể một câu chuyện và mỗi góc nhà chứng tỏ một đẳng cấp, chúng ta biết rằng công ty cổ phần bất động sản Hòa Bình một đã đặt dấu ấn của mình. Đằng sau sự hoàn mỹ của từng dự án là sự tập trung vào chi tiết, niềm đam mê với nghề và trái tim đầy tâm huyết của toàn thể nhân viên. Ở Hòa Bình một, chúng tôi không chỉ xây nhà, chúng tôi tạo nên ngôi nhà. Với mỗi dự án, chúng tôi mong muốn tạo ra không gian sống độc đáo nơi mà mỗi gia đình có thể chia sẻ những giây phút quý báu, nơi mà ước mơ và truyền thống đều được nuôi dưỡng. Được thiết kế bởi những kiến trúc sư hàng đầu, dự án của Hòa Bình một không chỉ phản ánh xu hướng thời thượng mà còn tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của Việt Nam, tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo giữa quá khứ và hiện tại. Nhưng Hòa Bình một không chỉ dừng lại ở việc tạo nên những công trình kiến trúc xuất sắc. Chúng tôi đầu tư vào tương lai, một tương lai mà mỗi cư dân đều cảm thấy tự hào về cộng đồng mình sống nơi mà sự đồng lòng và tương tác giữa mọi người tạo nên điểm đặc biệt. Hòa bình một mời bạn đến và cảm nhận sự khác biệt, để mỗi ngày sống của bạn trở thành một câu chuyện đẹp, đáng nhớ. Website Công ty cổ phần bất động sản Hòa Bình 1.Việt Nam Số điện thoại 0912 905 585